Lý Thường Kiệt cũng nói dài luôn. Chúng ta sẽ quẹo qua ngã ba nha. À, buổi chiều thì giao thông rất là rối ở những cái giao lộ có cơn mưa tới rồi. Để em sẽ mặc áo mưa vô và nói chuyện tiếp với các anh chị các bạn nha. Cũng may là hết mưa, chứ nếu không mưa mà tầm tã như ngày hôm qua nữa thì bà con lại vất vả nữa. Có dịp đi đến đây thì ta thử cái món gọi là cái quán này là chè mâm nha. Chè mâm cũng nổi tiếng lắm. Chè mâm, sở dĩ gọi chè mâm là gì? Thì có lẽ đây là nhượng quyền á. Hồi xưa là quán TV. Chào và hẹn gặp lại. Để nói tiếp hành trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lang thang trên con đường Tô Hiến Thành để đi đến cái đường Sư Văn Hạnh. Nói dài, một con đường mà chúng ta thấy có hai phần, một phần là nói dài và một phần cũ. Thì theo thẳng hướng này thì chúng ta sẽ đi đến đường Lý Thường Kiệt. Ngày nay theo em tìm hiểu thì hình như là tên đường là Nguyễn Văn Thoại ngày xưa. Nếu mà không đúng thì các anh chị cho em xin cái comment nha. Hình như là như vậy. Còn chúng ta sẽ đi trên con đường Sư Văn Hạnh để mình thấy cái cảnh mà buổi chiều kẹt xe như thế nào á. Con đường này cũng là một trong những con đường mà thường hay kẹt xe nhất ở quận 10 này. Sẵn hôm nay có dịp đi qua khu bên đây thì em sẽ quay một số hình ảnh để gửi đến cô chú anh chị và các bạn để chúng ta có dịp nhìn ngắm lại con đường mà rất đặc biệt. Đó, cũng thấy bắt đầu kẹt rồi đó. Ngay đây thì có cái ở đây có cái siêu thị Big C bên tay phải của chúng ta. Sài Gòn kẹt xe là một cái nỗi ám ảnh của bà con. Xong kế đến thì có ngập lụt, kẹt xe xong rồi ngập lụt nữa. Giao lộ của Sư Văn Hạnh và Tô Hiến Thành. Cái khúc này ngày xưa là khúc của quân đội, sau này thì mới mở rộng ra nên bên đây nhiều cái đường nối dài lắm. Ví dụ như Cao Thắng nối dài nè, rồi Sư Văn Hạnh nối dài nè, Thành Thái nối dài nè, rất là nhiều con đường nối dài ở đây. Lý Thường Kiệt cũng nối dài luôn. Chúng ta sẽ quẹo qua ngã ba nha. Mình sẽ quẹo trái rồi đi thẳng này mình sẽ đến sân vận động Phú Thọ. Buổi chiều thì giao thông rất là rối ở những cái giao lộ. Nó té xe luôn rồi, có vụ té xe sau lưng do gớt đồ.
do xe máy nhiều quá mà. Cái gì cũng vậy, đông là sẽ xảy ra những tình trạng chen lấn không có theo thứ tự. Cái đường này thì có một cái rất là lớn, đó là cái siêu thị mới mở ở ở trên đường Sư Vạn Hạnh này, đó là cái Vạn Hạnh Mall. Cái siêu thị đó nằm ngay gần với cái gần với giao lộ 3 tháng 2. Chúng ta đang ở đầu bên đây, chưa tới xíu nữa mình sẽ tới ha. Đây thì cái bệnh viện Nhân dân 115, nãy chúng ta mới đi ngang, họ đang làm những cái đường hầm để qua thông qua cái phòng chẩn đoán Cao Thắng đối diện, nghĩa là hai cái bệnh viện này sẽ thông với nhau ở dưới, thông qua con đường Sư Vạn Hạnh nằm ở dưới đất. Bây giờ thì hôm nay thì con đường này đỡ đó, mọi ngày là kẹt xe kinh khủng. Chắc có lẽ hôm nay em đi sớm, bây giờ Sài Gòn là 5 giờ hơn. Chúng ta đi từ từ ha, để mình chuẩn bị nhìn thấy cái Vạn Hạnh Mall, để có dịp mình về Sài Gòn mình đi vòng vòng khu này chơi, mua sắm ăn uống. Nó cũng giống như là những trung tâm thương mại khác ở quận 5, ở quận nhất, quận 7 gì đó, mình cũng có những hàng quán. Chuẩn bị bất ngờ có cơn mưa tới rồi, để em sẽ mặc áo mưa vô và nói chuyện tiếp với các anh chị các bạn nha. Đó, trời mưa bà con mình lấy áo mưa quá trời luôn nè. Rồi dừng lại thôi, mặc áo mưa vô. Mưa lớn quá. Mùa này đi đâu cũng phải cẩn thận, đem theo áo mưa, nếu không là chúng ta sẽ bị mắc mưa. Rồi chúng ta tiếp tục lên đường nha. Nếu mà hình ảnh có phần không rõ nét thì các anh chị bạn vui lòng bỏ qua nha, tại vì nước nó làm ướt kính camera. Đó. Mưa này rất là dễ trơn trượt nè. Nếu mà chúng ta chạy nhanh là sẽ trơn, nguy hiểm. Nên mình sẽ chạy chậm để bà con mình xem cho rõ hơn ha. Thì ở đây có cái những cái nhà hàng karaoke nổi tiếng, có những cái showbiz đại loại như có karaoke Lam Trường. Đó, bên tay phải mình là karaoke Lam Trường. Rồi kế bên Lam Trường thì có thấy cái mo, cái Vạn Hạnh mo rất là lớn nè, để bà con nhìn rõ hơn nha. Rồi mình đi tới tí nữa thì có giao lộ Trần Quốc Toản và Cao Thắng phố Sư Vạn Hạnh. Ngày nay là đường 3 tháng 2 á. Đó, kẹt xe nữa rồi. Mưa thì bây giờ cũng hết mưa rồi, mưa lất phất thôi, không có lớn.
đường xưa Bằng Hạnh này mà mưa và kẹt xe rất là mệt mỏi. Vừa xe hơi mà vừa xe máy nữa. Cũng may là hết mưa. Chứ nếu không mưa mà tầm tã như ngày hôm qua nữa thì bà con lại vất vả nữa. Đó, mình qua bên kia thì là đường xưa Bằng Hạnh nha. Đường xưa Bằng Hạnh từ xưa đến nay không có nối dài nha. Đó, mình sẽ qua cái đường xưa Bằng Hạnh, cái trục đường nói liền với đường Thành Thái. Cuối đường này sẽ là cái đường Thành Thái và cái vùng binh Nguyễn Hoàng năm xưa. Thì cái đoạn này thì có cái chùa Ấn Quang, nơi gửi thi hài của hài cốt của nghệ sĩ Anh Vũ. Hôm bữa bà con mình thấy rần trên mạng nè. Qua khúc này mình thấy có rất là nhiều nhà xưa nè. Cái đoạn lúc nãy thì xe Bằng Hạnh nói dài thì là nhà mới thôi, không có nhiều nhà xưa như bên đây. Như chúng ta thấy bên tay trái, cái góc nhà bên tay trái thì cái nhà cấp 4 mà thời xưa tới nay luôn nè. Bên tay phải thì nhà lầu cũng nhà kiểu xưa luôn. Nhà này chắc có thời năm 70-80 nè, tại vì đá tường bằng đá mài. Cái khúc này thì chuyên bán đồ inox, bán đồ inox này thì coi như là cái giá đỡ, cái giá quần áo rồi ghế inox, ống tiếp inox, kệ inox, vòi nước, rồi trong khu này là chuyên về những cái vật liệu xây dựng, trang trí nội thất. Mình đi tới khoảng xíu nữa sẽ đến cái chùa Ấn Quang. Thấy chùa Ấn Quang bên tay phải chúng ta nè. Bên tay phải là chùa Ấn Quang. Rồi đến đây là đường giao lộ của Ngô Gia Tự, vườn Lài. Nơi đây ngày xưa có cái căn cứ vườn Lài rất là nổi tiếng. Rồi thẳng qua bên kia là đường xưa Bằng Hạnh, còn quẹo trái thì chúng ta đi đến đường Vĩnh Viễn, rồi Ngô Gia Tự. Đi đến cái Nguyễn Tri Phương ha. Mình tiếp tục đi trên con đường xưa Bằng Hạnh nha. Ở đây thì có trường tiểu học Trương Định và cái dãy chung cư xưa Bằng Hạnh. Cái khúc này thì bán rất là nhiều đồ ăn nha, sôi động lắm. Các anh chị các bạn có dịp đi đến đây thì ta thử cái món gọi là cái quán này là chè mâm nha. Chè mâm cũng nổi tiếng lắm. Chè mâm, sở dĩ gọi chè mâm là vì họ bán là một mâm gồm có chè đậu xanh, chè mè đen, chè khoai môn, và chè mắm,
khoảng đâu khoảng 8-9 loại chè đó. Vô cái mâm đó mình ăn cái chén nào thì mình sẽ người ta sẽ tính tiền cho mình chén đó ha. Bên tay phải mình có khoảng đất trống là do ngày xưa một dãy chung cư Sư Hạnh đó, người ta giải tỏa là xây lên một cái building mới, nên mình thấy có cái bãi đất trống đó và cũng là một cái sau này sẽ là một cái khuôn viên của cái dãy chung cư nè. Bên tay phải, bên tay trái chúng ta sẽ là có cái quán gọi là chè mâm đó, là cái hẻm vô chùa Vĩnh Long, hẻm vô chùa Vĩnh Long, cái hẻm đó thông tới đường Trần Nhân Tôn luôn. Nói chung cái khúc này là bán rất nhiều đồ ăn, có dịp các anh chị các bạn ghé đường Sư Vạn Hạnh và đi đến khúc chung cư Sư Vạn Hạnh để chúng ta thưởng thức những cái món ăn về đêm nha. Ở khu này rất là đông. Bây giờ Sài Gòn cũng gần 6 giờ rồi, bà con cũng chuẩn bị đi, đang đi làm về, em cũng vậy nha. Này có việc đi cái hướng bên đường Tô Hiến Thành, sẵn tiện quay lại một số hình ảnh gửi bà con mình xem. Mình sẽ kết thúc cái chương trình tại cái vùng bên Trần Phú, Nguyễn Hoàng năm xưa ha. Trong khi mình chờ đèn đỏ xíu nữa, bên tay phải, tay trái mình có cái cà phê Thúy Vi, Viva Star Coffee. Thì có lẽ đây là nhượng quyền á. Hồi xưa là quán Thúy Vi, nhưng mà bây giờ là quán Viva Coffee. Lấy thương hiệu Viva Coffee. Bên tay phải mình là cái tòa nhà An Đông Plaza, nhà hàng Windsor, khách sạn 5 sao ở quận 5 này, lớn nhất ở quận 5 này. Ở đây có chợ An Đông. Thì Sài Gòn hiện đang mưa lất phất. Tuy không lớn nhưng mà mình vẫn phải mặc áo mưa, tự vì đường dơ rồi sình lầy văng lên túi bụi hết, người trước sẽ chạy văng lên người sau. Ngay chỗ này là vùng xây vùng bên Nguyễn Hoàng. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình tại đây, hẹn gặp lại các chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vĩnh Long TV. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây, và trên con đường Thành Thái này. Đường Thành Thái năm xưa là An Dương Vương, ngày nay thẳng hướng này mình sẽ đi đến đường Cộng Hòa, Nguyễn Văn Cừ. Bên kia là đường Nguyễn Hoàng, bên tay trái là đường Nguyễn Hoàng. Rồi bây giờ thì